Bộ Y tế vừa phát hành video hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà và hướng dẫn cách xử trí trong các trường hợp âm tính, dương tính và không hiển thị kết quả. Trong video này, chuyên gia y tế sẽ hướng dẫn bạn từ các bước trước khi lấy mẫu đến quy trình lấy mẫu và cách xử trí với các trường hợp âm tính, dương tính và test không hiện hiệu quả. Để thực hiện việc test nhanh COVID-19 tại nhà, chúng ta cần chuẩn bị một bộ kit test nhanh, đồng thời thực hiện 3 bước hướng dẫn đi kèm. Lấy mẫu, test và đọc kết quả để có kết quả chính xác. 1. Trước khi lấy mẫu, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của test nhanh. Người lấy mẫu cần thực hiện vệ sinh, sát khuẩn tay, xì mũi trước khi lấy mẫu dịch tị hầu. Nếu cần được tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ thì liên hệ tổ COVID-19 cộng đồng, cơ quan y tế địa phương. 2. Quy trình lấy mẫu. Vật tư sử dụng cho một kit test nhanh bao gồm 1. Khay thử. 2. Đệm chiết mẫu. 3. Que lấy mẫu vô trùng. 4. Ống lấy mẫu có nắp nhỏ giọt. 5. Giá đỡ ống chiết mẫu. 6. Hướng dẫn sử dụng. 7. Đồng hồ đếm thời gian. Để tất cả các thành phần của bộ kit test cân bằng với nhiệt độ phòng từ 15 đến 30 độ C trước khi xét nghiệm khoảng 30 phút. Bước 1. Chuẩn bị lấy mẫu. Gấp và đặt giá đỡ ống chiết mẫu lên mặt phẳng nằm ngang, sạch. Đặt ống chiết mẫu có sẵn dung dịch đệm lên giá đỡ. Lấy khay ra khỏi túi đựng và sử dụng càng nhanh càng tốt trong vòng 1 giờ. Đặt khay thử lên bề mặt sạch nằm ngang. Lấy que lấy mẫu vô trùng ra khỏi túi và tiến hành thu thập các mẫu xét nghiệm. Bước 2. Thu thập mẫu, ngoáy dịch, tị hầu. Tư thế ngồi lấy mẫu, đầu nghiêng về phía sau một góc 70 độ. Đưa que lấy mẫu qua lỗ mũi, đẩy sâu vào tị hầu, đến khi thấy có vật cản thì dừng lại. Xoay que 3 lần và giữ yên 5 đến 10 giây. Nhẹ nhàng xoay và rút que ra khỏi mũi. Bước 3. Tách chiết mẫu. Nhúng đầu que lấy mẫu vào ống chiết, xoay và miết đầu que vào thành và đáy ống 10 lần. Để đầu que ngâm trong dung dịch 1 phút. Bóp hai thành ống ép vào đầu que. Từ từ xoay que và ép đầu que khi rút để thu được càng nhiều dịch càng tốt. Đậy chặt ống nắp nhỏ giọt. Lắc mạnh ống theo chiều ngang 10 lần để trộn đều mẫu. Tránh để dung dịch chạm tới đầu lọc trong nắp nhỏ giọt. Nhỏ 3 giọt tương đương với 10 microlit. Mẫu chiết từ ống vào ô nhận mẫu của khay thử và bắt đầu đếm thời gian. Bước 4. Đọc kết quả. Đọc kết quả sau 15 phút, không sử dụng kết quả sau 20 giây. Âm tính chỉ xuất hiện vạch chứng C, kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm không có kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc nồng độ của chúng dưới ngưỡng phát hiện của xét nghiệm. Dương tính xuất hiện vạch chứng C và vạch kết quả T, kết quả cho thấy trong mẫu bệnh phẩm có kháng nguyên SARS-CoV-2. Với kết quả dương tính, cần bình tĩnh, đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người khác, ở yên tại nhà, giữ khoảng cách y tế. Báo ngay cho tổ COVID-19 cộng đồng, y tế địa phương. Đồng thời, cơ quan y tế hướng dẫn và tổ chức cách ly, xử trí kịp thời. Bước 5. Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng. Vật liệu đã xét nghiệm cần thu lại, gói kín vào túi riêng, để nơi cố định và được đơn vị chức năng thu gom, xử trí theo quy định. Lưu ý, xét nghiệm test nhanh là xét nghiệm sàng lọc và nên sử dụng ở giai đoạn đầu khởi phát để đạt được hiệu quả tốt nhất. Kết quả không hợp lệ nếu không xuất hiện vạch chứng C, nguyên nhân do thiếu mẫu hoặc khay thử bị hỏng. Làm lại xét nghiệm test thử mới khác hoặc liên hệ cơ quan y tế để được tư vấn và hỗ trợ. Không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch nếu có kết quả test nhanh âm tính. Vẫn đảm bảo tuân thủ 5K và các hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn. Kết quả âm tính vẫn không loại trừ hoàn toàn khả năng nhiễm SARS-CoV-2 và phải được xét nghiệm trong bối cảnh dịch tễ cụ thể. Nếu cần thiết, kết quả phải được khẳng định lại bằng xét nghiệm real-time PCR. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc lựa chọn các bộ kit test nhanh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được cấp phép, người dân cần chú ý mỗi bộ kit nhanh khác nhau, có thể sẽ có những điều chỉnh nhất định, do đó cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của từng bộ kit. Cần chú ý đến thao tác lấy mẫu, vì bước này vô cùng quan trọng quyết định đến tính chính xác của việc thực hiện xét nghiệm.